Mình nhìn cái kéo ở đây, mình nhìn cái cán nó sẽ là nó hơi nghiêng vào đây ha. Cong xuống đây là hơi nghiêng vào đây. Chứ nó thay vì nó thẳng như thế này giống như các loại kìm thông thường. Thì thông thường thì cái loại kéo này, cái cành này cái này họ làm hơi nghiêng vậy, vặn qua đây một tí xíu. Thì khi sáp đây nó sẽ vừa ở đây, nó sẽ ôm sát vào đây. Đó. Cái tay này nó lượn hình dấu ngã này ha. Đó. Bán nó vừa. Đây là bằng nhôm nhôm đúc này, phần này là phần thép lưới này, lưới thép gắn vào. Đó, lò xo này lò xo dạng con sâu này, hình con sâu ha. Ở đây nó có một cái cục giảm chấn. Ok, thì keo Felco này là Felco 6, nó rất là vừa với lại tay của người Việt, cầm rất là vừa luôn. Độ dài của nó khoảng 190, khoảng gần 2 tấc. Ok, cái này nó khóa lại này. Đó, mở ra khóa lại. Cái lưới ở đây thì toàn bộ phần này là bằng thép hết, mình có thể thay toàn bộ cái miếng này được. Thép này cái này nó bằng họ mài mỏ nhựa mỏng đi một tí xíu để cho mình dễ lách vào cái tán cây, cành cây ha. Nhưng mà mình đóng lại xuống này nhìn nó hơi giống con cò, con chim, con xếu gì đầu, con xếu mắt ra này. Sản xuất tại Thụy Sĩ. Ok, thì cái này nó cũng có một cái lỗ ở chỗ này này, cái sắt gốc này, sắt gốc này để cho mình tỉa chầm tỉa bonsai mà mình bẻ thế, thì thường nó có cái dây thép để mình tạo ra thế, thì chỗ này cho mình cắt cái dây thép. Nó sẽ chuyển qua màu đỏ khi con xác chết ở dưới.